Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình SBTN DC, chương trình bản tin Hoa Thành Đốn. Kính thưa quý vị, hội thảo về Việt Nam hóa chiến tranh đã được tổ chức tại Lubbock, Texas trong 3 ngày 25, 26 và 27 tháng 4 năm 2019. Đây là một cuộc hội thảo lớn có sự tham dự của hầu hết các phe tham chiến tại Việt Nam. Chương trình hội thảo do Trung tâm Sử liệu Việt Nam Center tại Đại học Texas Tech tổ chức. Cuộc hội thảo 3 ngày xoay quanh với đề tài 1969 Việt Nam hóa chiến tranh và những năm chuyển đổi cuộc chiến. Chúng tôi ghi nhận có đông đảo các nhà nghiên cứu, sử gia và những người quan tâm tới chiến tranh Việt Nam. Đặc biệt có một đề tài thích ứng với thay đổi, xây dựng để phát triển. Coping with Changes and War, Building Foundation for Growth của Bộ trưởng Bộ Thương mại và Kỹ nghệ do ông Nguyễn Đức Cường thuyết trình. Và kính thưa quý vị, sau đây Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn cựu Bộ trưởng Thương mại và Kỹ nghệ Việt Nam Cộng Hòa do anh Võ Thành Nhân thực hiện tại khuôn viện hội thảo. Kính thưa ông, khi mà chúng ta có một cái buổi hội thảo về vấn đề chiến tranh Việt Nam, nhưng mà trong đó là có những đề tài rất là phong phú, đặc biệt về vấn đề tài mà trước năm 1945 ít có ai nhìn thấy, và hôm nay nó được nhìn ở trong một cái buổi về chiến tranh Việt Nam, thì cái đề tài về kinh tế và vấn đề phát triển ở Việt Nam từ năm 1973 và những cái chuẩn bị cho vấn đề Việt Nam hóa chiến tranh, thì ông ghi nhận như thế nào và những cái gì mà ông đã gửi cho cử tọa ngày hôm nay vậy thưa ông? Tôi thấy đây là một cơ hội để chúng tôi trình bày những khía cạnh tích cực của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trong cái vấn đề vừa tranh đấu bảo vệ tự do vừa phát triển đất nước, cả hai cái lĩnh vực đều cần thiết, cho nên tôi thấy đây là một cơ hội để nói lên cái những cái cố gắng tích cực và những thành công tích cực của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Và khi mà chúng ta nói về vấn đề mà chúng ta có những cái phát triển về vấn đề kỹ nghệ, vấn đề nông nghiệp, vấn đề thương mại đó, thì cái điểm son của Việt Nam Cộng Hòa là như thế nào vậy thưa ông? Thì tôi nói có hai chương trình mà tôi thấy là quan trọng nhất. Trước hết là cái chương trình Người Cày Có Ruộng, tạo cho chúng ta khung cảnh để cho những người nông dân có thể sản xuất, tăng gia sản xuất và được hưởng những cái công của họ trong cái vấn đề tăng gia sản xuất đó. Đó là cái chương trình của luật Người Cày Có Ruộng. Cái điểm thứ hai là phát triển lâu dài. Chúng tôi may mắn là bắt đầu kỷ nguyên dầu hỏa cho đất nước. 31 tháng 8 1974, tôi họp báo loan báo rằng chúng ta đã kiếm được dầu hỏa ở ngoài khơi. Cái đó là một cái thành công có thể gọi là rất là đặc biệt. Trong có 2 năm làm việc mà kiếm được dầu hỏa. Mà phải chúng ta sau này, mười mấy năm sau, Việt Nam đứng thứ 25 trong tất cả thế giới về vấn đề dự trữ dầu hỏa. Đấy là một cái thành công đáng kể. Và khi mà chúng ta nói là chúng ta có một cái tiềm năng về vấn đề kinh tế, qua vấn đề dầu hỏa và vấn đề nông nghiệp, thì bên cạnh đó, ông có nghĩ đến những cách mà đào tạo cán bộ trung cấp của Việt Nam Cộng Hòa qua cái hệ thống giáo dục, mà bên cạnh những cái chương trình giáo dục của phổ thông thì có kỹ thuật, có nông lâm súc, thì ông ghi nhận nó như thế nào vậy thưa ông? Đó thì lúc đó ông Thứ trưởng Trần Quang Minh, ông nói ngay trước khi ông vào cái chương trình Luật Người Cày Có Ruộng, ông bảo tôi phải trình bày những người nào đã thực hiện cho cái chương trình phát triển nông nghiệp của chúng tôi. Cái đó là cái quan trọng. Không có những người thực hiện những chương trình đó thì cái chương trình đó cũng chỉ là một mớ giấy vụn mà thôi. Nhờ cái việc gọi là dạy dỗ thêm một số những cán bộ nòng cốt và huấn luyện 50.000 gọi là cán bộ phát triển nông thôn. Cái đó là cột trụ của cái vấn đề phát triển nông nghiệp ở Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy là bên cạnh vấn đề dầu hỏa, nông nghiệp vẫn là cái tiềm năng kinh tế chính của Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy cái ghi nhận của ông như thế nào về lúc thời đúng bây giờ chúng ta có những cái xưởng để mà ráp những cái loại xe giống như La Đà Lạt, hay là có những cái xưởng đóng những cái thùng xe vậy thưa ông? Cái đó chúng tôi cũng có chuẩn bị trong cái việc thành lập, gọi là ra cái luật về đầu tư, và chúng ta gặp cái khó khăn là
trong một giai đoạn chiến tranh đó, những người đầu tư họ phải nhìn về khía cạnh rủi ro về chiến tranh như thế nào. Và chúng tôi đối phó bằng cách hai chương trình gọi là bảo đảm về vấn đề gọi là rủi ro do chiến tranh bằng cái cơ quan gọi là OPIC của chính phủ Mỹ, nó bảo đảm cái vụ đó. Và thứ hai nữa là phải tài trợ, thì cũng tôi cũng đã được chính phủ qua cái cơ quan gọi là Export Exim Bank của chính phủ Mỹ, họ cũng bằng lòng tài trợ. Vậy cái đó nhưng mà phải đòi hỏi thời gian. Chúng tôi đã đạt được cái chuyện là họ đồng ý trở lại để cho bảo đảm cho Việt Nam có vấn đề rủi ro, bảo đảm rủi ro và cũng như là tài trợ, nhưng mà phải đợi thời gian mới có thể xuất triển phát triển được. Như vậy ghi nhận của ông như thế nào, hoặc là nhận định của ông khi mà chúng ta có hàng loạt những ngân hàng phát triển nông nghiệp tại các tỉnh vậy thưa ông? Thì tôi thấy là tình trạng rất là khả quan và rất là có triển vọng nếu mà chúng ta tiếp tục duy trì được cái trình độ gọi là về quân sự như là năm 1972. Năm 1972 chúng ta đã nhìn thấy chúng ta thành công rất nhiều trong cái vụ đánh nhau ở An Lộc, mùa hè lửa đỏ An Lộc, Quảng Trị và Kon Tum. Thì chúng tôi mong là cái đó tiếp tục. Nếu mà tiếp tục là chúng tôi vấn đề kinh tế là cứ tiếp tục thôi. Và cơ khí hóa nông nghiệp, ông nhận định như thế nào về vấn đề cơ khí hóa nông nghiệp? Và lúc đó chúng ta bên cạnh vấn đề cơ khí hóa nông nghiệp thì chúng ta có những cái trung tâm lúa gạo IRIA viện trợ cho chúng ta những cái hạt giống như là Thần Nông 5, Thần Nông 8, Thần Nông 20. Thì cái ghi nhận của ông như thế nào? Thì lúc đó bác sĩ Minh có nói trong cái vấn đề phát triển nông nghiệp đó dựa trên bốn yếu tố. Yếu tố đầu tiên là vấn đề gọi là những kỹ thuật mới, tức là lúa Thần Nông, vấn đề dùng phân bón và thuốc sát trùng, và nhất là sau đó là cái vụ cho vay để họ mua những cái khí cụ để mà di chuyển. Cái đó rất quan trọng là vì chúng tôi mong là những người nông dân đó với tư cách là chủ gia đình họ làm cái đó được, thay vì mình gọi là kỹ nghệ hóa canh nông. Mình không có kỹ nghệ hóa canh nông, mình dùng những người nông dân có một số ruộng nhỏ vài ba mẫu nhưng mà họ rất thành công. Và câu hỏi cuối cùng là khi mà chúng ta đi vào cái chương trình như chúng gọi là phát triển kinh tế và cũng như là phát triển những cái vùng tỉnh lỵ ở Việt Nam ấy, thì cái infrastructure, cái hệ thống đường xá từ năm 1972, 73, 74 thì rất là nhiều những con đường ở Long An, ở Tây Ninh, ở Bình Dương được hình thành. Ông có thể cho biết cái infrastructure lúc đó vấn đề giao thông như thế nào về vấn đề đường bộ vậy thưa ông? Cái đó thì cũng là tốt, nhưng mà tôi có thể nói là trước khi mình đi vào gọi là hạ tầng cơ sở, mình phải có một cái chương trình gọi là kinh tế vĩ mô cho nó chính xác. Và cái chuyện chính xác nhất là đúng nhất là phải cởi mở giá cả cho việc di chuyển hàng hóa tự do và phải dựa trên lĩnh vực tư nhân. Vậy cởi mở giá cả cho di chuyển tự do, lĩnh vực tư nhân, tự nhiên là kinh tế sẽ phát triển. Xin được cảm ơn ông và xin được cảm ơn sự chia sẻ của ông. Không, dạ không có chi cả. Cảm ơn đài SBTN cho phép tôi được nói một vài câu nhân dịp có cái hội thảo ở ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào tạm biệt và mong gặp lại quý vị vào kỳ tới.